Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoạch Trình Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần 1 của phỏng vấn do Đinh Hùng Cường thực hiện với bà Trưởng Nhất Anh và ông Hoàng Việt Dũng. Kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SVTN. Trong chương trình đặc biệt 40 năm xa nước, chúng tôi kính mời quý vị cùng chúng tôi nói chuyện với cô Trưởng Nhất Anh, là người sáng lập cũng là hội trưởng Hội Giáo dục Trẻ Em Việt Nam tại vùng Hoa Thịnh Đốn, và Dr. Hoàng Việt Dũng là Tổng Thư ký của hội. Xin chào cô Trưởng Nhất Anh. Dạ, thưa thầy, xin chào chú Thịnh Cường. Dạ, xin chào Dr. Hoàng Việt Dũng. Dạ, anh. Dạ. Thưa cô Nhất Anh và thưa anh Việt Dũng, hôm nay trong cái tình thân, chúng tôi mời cô Nhất Anh và anh Dũng lên đây để chúng ta nói chuyện lại cái chương trình giáo dục tại Washington DC trong vòng 40 năm qua. Thì quý vị cũng biết rằng sau 40 năm tị nạn, người Việt Nam của chúng ta đã gọi là thành lập được cộng đồng, thành lập được hội cao niên, thành lập được nhiều hội đoàn, nhiều tổ chức. Nhưng cái chuyện quan trọng nhất vẫn là cái chuyện văn hóa. Vì có văn hóa chúng ta mới duy trì được tiếng nói, duy trì được nguồn gốc tiếng Việt mình hải ngoại. Do đó cái Hội Giáo dục Trẻ Em Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn chúng tôi nghĩ là vô cùng quan trọng. Và hội này đã sinh hoạt tại Washington DC liên tục gần 40 năm qua. Vậy thì hôm nay xin chào cô Nhất Anh, và chúng tôi muốn nói chuyện với cô về Hội Giáo dục. Cô có thể cho biết rằng thì là cái chương trình của Hội Giáo dục như vậy là chúng ta đã thành lập từ bao giờ và cái sinh hoạt của hội như thế nào, thưa cô? Dạ, thưa, xin cảm ơn chú. Trước hết xin được thay mặt Hội Giáo dục Trẻ Em Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn có gửi lời chào mừng tất cả quý vị khán giả của hội của đài SPTN. Thưa chú, Hội Giáo dục Trẻ Em Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn đã được thành lập cách đây gần 39 năm, và kể như vậy là đã gần 39 năm, là vào năm 1976, với một cái lớp học khiêm nhường và 10 em học sinh. Và một trong những em học sinh của ngày đó là em Đinh Thúy Uyên, tức là con của chú. Dạ, bây giờ em cũng là một người rất là thành công tại đất Mỹ. Sau đó thì một năm sau, với sự giúp đỡ của các thân hữu và giáo chức ở trong vùng, nhà giáo Chử Ba Anh và hiền thê là nữ sĩ Phi Khuê đã chính thức thành lập Hội Giáo dục Trẻ Em Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn. Lúc mà trong cái khoảng thời gian 20 năm đầu của Hội Giáo dục Trẻ Em Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn thì là những quý vị thành phần của hội là những người quý vị giáo chức đã từng dạy tiếng Việt tại Việt Nam trước 75. Cảm ơn cô Nhất Anh. Như thế này, trước khi tôi đã đặt vấn đề mà nói chuyện với lại Dr. Dũng, tôi muốn nhân cơ hội này tôi nhắc lại với cô Nhất Anh và quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Hội Giáo dục có một cái điểm quý ở cái chỗ này là hội đã thành lập ở đây cách đây 39 năm do nhà giáo Chử Ba Anh. Và ông bà Chử Ba Anh và bà Vi Khuê đã thành lập Hội Giáo dục và đã dạy dỗ các con em chúng tôi. Nhưng mà một thời gian sau, vì cái lý do không may mắn là nhà giáo Chử Ba Anh đã quá vãng. Và cái điều đáng quý đó là cô Nhất Anh là con gái của ông tiếp tục cái chương trình đó. Do đó cái chương trình nó vẫn còn tiếp tục tới ngày hôm nay. Thì cũng giới thiệu để quý vị biết là gia đình ông Chử Ba Anh có 4 người con. Nhất Anh, Nhị Anh, Tam Anh và Tứ Anh là 4 người này trước năm 75 đều đỗ tú tài hết. Và đều đi du học hết. Và khi họ sang đây họ đã học rất là thành công. Cái điều đáng quý nhất là dù họ học hành thành công nhưng mà họ vẫn cố giữ cái văn hóa và đã ở lại với Hội Giáo dục. Thì đó là cái chuyện mà tôi biết về cô Nhất Anh và gia đình. Thì bây giờ thưa anh Dũng như thế này, anh là Tổng Thư ký của Hội Giáo dục. Thì thưa anh cho biết là anh gia nhập Hội Giáo dục Trẻ Em Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn thời gian nào? Và cái công việc của anh Dũng đã giúp đỡ cho hội ra làm sao, anh có thể chia sẻ với lại cô bác đài truyền hình được không anh? Dạ vâng, tôi thì lúc mà tôi vào hội thì thật ra là tình cờ thôi. Lúc đó năm 1987
có nghĩa là độ 10 năm sau khi có cái trường học này, thì tôi được đứa con của tôi, mà cái đó là tình cờ, tại vì vợ tôi thấy đọc báo thấy là có quảng cáo một lớp hè, thì tôi mới đưa thằng con tôi đi học. Thì cái năm đầu tiên học ở trường gọi là Kenmore Middle School, cái quận Arlington. Cái thì tôi thì thích đọc sách lắm, thành ra lúc mà con tôi học trong mấy lớp thì tôi ngồi ngoài vỉa hè đọc sách. Mà anh biết là hồi đó mấy cái trường học của quận Fairfax nó không có air conditioning, thành ra nóng lắm, rất là nóng. Cái thì sau độ một tuần hai tuần rồi đó, thì tự nhiên bác Trừ Bữa Anh ra, rồi không biết bác biết tên tôi thế nào không biết, mới gọi là anh Việt Dũng vào đây. Tôi mới vào cái văn phòng, thì bác cho tôi uống một ly Coca-Cola này vậy. Xong rồi sau đó đến độ giờ break, bác lại đưa cho tôi mấy chai Coke với lại mấy một ít bánh, bảo là bây giờ đó thì lớp 1, các em lớp 1 với lớp 2 sẽ được một được có nước với lại bánh, thì có thể nào anh đưa cho họ được không? Thì thành là lúc đó là tôi bắt đầu nhập là hội anh cuộc kia đấy, và anh cảm ơn anh nhập đề hơi dài dòng, nhưng mà xong đến cuối năm á, cuối cái session á, thì bác có tổ chức một buổi ăn uống China Garden, thì bác mới gọi tôi với lại Lan Hương và tôi đến, thì vừa mới đưa vào cửa bác bảo là bây giờ anh có chịu làm tổng thư ký cho hội hay không. Thì tôi lúc đó tôi cũng nói với bác, tôi bảo thôi thì tôi chỉ muốn làm 2 năm thôi, không sao, chỉ 2 năm thôi. Okay. Thì từ đó đến giờ tôi cũng vẫn là tổng thư ký, không được giữ nuôi, là không được giữ nuôi. Hai năm bây giờ là bao nhiêu năm rồi thưa anh? Dạ cũng được 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm? 87. Vâng, thế thì một chút xíu tôi sẽ trở lại với anh Dũng, tôi sẽ có câu hỏi đặc biệt cho anh. Thưa cô nhất anh như thế này, thưa thật hôm nay tôi mời cô lên đây để phỏng vấn. Nhưng mà thực sự ra nói chuyện với cô thì tôi cũng ở trong cái chương trình giáo dục của cô, vì các con tôi nó đều được qua cái hướng dẫn của Hội Giáo dục Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, mà cho tới giờ này các cháu đều được nói tiếng Việt Nam được. Và cái điều tốt nhất là khi cháu đi ra ngoài làm việc, cháu gặp các cô bác Việt Nam, các cháu nói tiếng Việt Nam trong công việc và trong đời sống, thành ra giúp ích rất là nhiều. Vậy thì cô Nhật Anh có thể nói cho quý vị ở đây biết rằng về cái chương trình giáo dục của Hội Giáo dục hàng năm như thế nào thưa cô? Dạ thưa chú, kính thưa quý vị, chương trình của Hội Giáo dục Trẻ em Việt Nam vùng Thịnh Đốn có một cái tên nữa là Lớp Hè Tiếng Việt, VYEA. Như vậy nghĩa là chúng tôi chỉ tổ chức cái lớp hè tiếng Việt vào mùa hè mà thôi, yeah. Bởi vì không có đủ nhân lực và tài chính, cho nên chỉ có thể làm được vào mùa hè. Thì mỗi năm như vậy chúng tôi mướn một cái trường học ở ở quận trung phần đông, là ở quận Fairfax, tại vì tất cả các em học sinh của người Việt chúng ta ở chung vào Fairfax, và một cái trường chúng tôi cần phải khoảng chừng có 20 mấy phòng để có thể tiếp thu được khoảng chừng từ 350 cho đến 400 em học sinh. Và ở trong đó thì hội gồm có ban chấp hành, ban tu thư, các thầy cô giáo, và có các ban phụ huynh học sinh để yểm trợ cho hội. Tức là nói tóm lại, cô như anh nói là trong một cái khóa hè đó, Hội Giáo dục Việt Nam Trẻ em Hoa Thịnh Đốn có thể tổ chức từ 300 tới 400 em, và trong đó chúng ta có đầy đủ các cái ban để giúp cho các em. Thì cái chương trình nó cũng hơi ngắn hạn, thì tôi sẽ xin đi tới cái phần 2 sau. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Thịnh Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần cuối của phỏng vấn của Đinh Hùng Cường với bà Chữ Nhất Anh và ông Hoàng Việt Dũng. Kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Chúng tôi xin kính mời quý vị trở lại với chúng tôi trong cái phần 2 là cuộc nói chuyện với Hội Giáo dục Trẻ em Việt Nam tại vùng Hoa Thịnh Đốn với cô Chữ Nhất Anh và với Dr. Hoàng Việt Dũng. Thưa cô Nhất Anh, trong cái phần 1 thì mình đã nói rằng thì là
một lớp hè cô có thể tổ chức được từ 350 tới 400 em. Vậy thì cái cách mà phân lớp như thế nào thưa cô? Bởi vì tôi thấy có nhiều em lớn mà lại không biết chữ, mà có nhiều em bé lại đọc được chữ nhiều. Thì nhà trường phân lớp như thế nào để dạy các em? Cô có thể nói được không? Dạ thưa Vân, dạ thưa chú, chương trình của Hội Giáo dục Trẻ Em Việt Nam Phường Hoa Thịnh Đốn được chia ra dạy tiếng Việt và được chia ra nhiều cấp lớp tùy theo trình độ của các em và số tuổi của các em. Cho nên nếu mà một em vào, có thể cái em đó là 10 tuổi và một em là 10 tuổi biết đọc và viết tiếng Việt và một em 10 tuổi không biết đọc và viết tiếng Việt thì hai em sẽ học hai lớp khác nhau. Ví dụ như một lớp và mỗi năm như vậy, lớp 1 thì có thể có khoảng chừng 5 lớp, lớp 2 có 5 lớp, à không, lớp 1 có khoảng chừng 4 lớp, lớp 2 có 5 lớp, lớp 3, 3 lớp, lớp 4, 2 lớp, lớp 5, 2 lớp, và 1 lớp 6 và 1 lớp 7. Và tuổi của các em đến từ 6 tuổi cho đến 20 tuổi. Chúng tôi cố gắng để mà khi các em vào thì có một cái bài test để mà là coi như là một cái screening test để biết khảo sát về cái trình độ của các em như thế nào. Nếu các em là 7 tuổi thì các em sẽ ở trong cái khúc lớp như thế này, và nhưng mà nếu mà trình độ của các em nó giỏi hơn hay là nó kém hơn thì nó ở trong những cái lớp khác nhau. Thưa cô Nhất Anh, như thế này, cô dạy học 39 năm rồi thì có thể một cái em đi học lúc đó nó 5 tuổi, 6 tuổi, bây giờ nó ngoài 40 rồi. Tôi lấy ví dụ nhỏ thôi, các con tôi hồi nó đi học cô, nó 5, 6 tuổi, bây giờ đứa bác sĩ, đứa kỹ sư, đứa luật sư rồi. Dạ. Thì những cái trẻ em mà với cái học của cô như thế, rồi các em vào đời, các em học ở ngoài đời, các em thành công như vậy, thì các em có trở lại nhà trường hay là các em có làm cái gì để mà giúp đỡ cho cái hội giáo dục mình lên không thưa cô? Dạ thưa có, đó là một cái điểm son rất là tốt đẹp cho Hội Giáo dục Trẻ Em Việt Nam Phường Hoa Thịnh Đốn, là các em sau khi đã học xong, và chúng tôi cũng không muốn mất các em, chúng tôi muốn làm sao để kéo các em lại để mà sinh hoạt hoặc là chỉ để gặp nhau, thì đó là một điều rất là tốt. Cho nên chúng tôi đã mở thêm một cái chương trình là chương trình TA, tức là Teacher Assistant, để các em đã qua hết tất cả những khóa học của trường, các em trở lại và giúp cho các thầy cô dạy cho các em nhỏ tiếng Việt. Thì cũng là rất tốt. Thưa anh Dũng, với cái tư cách tổng thư ký của hội, thì anh có gọi là cổ động các phụ huynh học sinh để mà tham gia giúp đỡ cho cái chương trình, một khi mà họ đưa con em họ tới trường với một cái sĩ số lớn như vậy, thì nếu phụ huynh tham gia giúp được cái gì không thưa anh? Như là cô Nhật Anh có nói là cái trường tụi này có từ 350 cho đến 400 em. Mà trong một thời gian rất là ngắn, có 6 tuần mà mỗi tuần chỉ có 3 ngày học thôi. Có nghĩa là cái thời gian rất là ngắn. Thành ra nếu mà không có phụ huynh giúp đỡ thì chắc là sẽ không thể thành công được. Thì có hai việc mà tụi này nghĩ là phụ huynh giúp rất nhiều. Cái việc đầu tiên đó là học trò là từ 6 tuổi đến độ 12, 13 tuổi. Có một số hơi lớn tuổi hơn nhưng mà phần nhiều là như vậy. Có nghĩa là tụi nó chưa biết lái xe. Thành ra cái việc đầu tiên là bố mẹ phải đưa tụi nó đi. Cái thứ nhì là phải làm thế nào khuyến khích tụi nó đi học cho nó đều. Thành ra cái vai trò đó rất quan trọng. Nhưng mà cái thứ nhì đó là tụi này sẽ dùng, chỉ mượn được những trường học ở quận Fairfax. Mà anh biết đó thì những cái high school, những cái trường đó, nó có nhiều organization khác họ cũng dùng. Mà tụi học trò của mấy cái organization đó thì lớn tuổi tụi này. Thành ra tụi này cần phải có make sure đó là các em bé phải có cái gọi là security với cái safety. Thành ra bố mẹ, phụ huynh nghĩa là giúp tụi này rất là nhiều về đó. Nói vắn tắt lại, tức là phụ huynh giúp cách đưa các em đến trường và để ý giúp những em bé để cho vấn đề an toàn cho các em học hành. Cảm ơn anh Dũng. Thế này cô Nhất Anh, trong cái chương trình mà dạy hồi nãy, tôi nghe nói cái chương trình pop culture của hội giáo dục, cái đó nó ra làm sao thưa cô, có thể cho biết được không? Dạ thưa chú, cái chương trình pop culture, tức là chương trình văn hóa phổ thông,
mới được thành lập sau này khoảng chừng năm 1911, là bởi vì chúng tôi thấy rằng là các em càng ngày càng không chỉ muốn làm sao để kéo các em về lại với trường, cho nên làm hết tất cả mọi cách để làm tạo cái này tạo cái kia, làm chương trình nhạc đủ thứ hết, và đó Pop Culture là một cái chương trình thì trong đó dạy bằng tiếng Mỹ và dạy bằng tiếng Việt, chứ không phải chỉ dạy bằng tiếng Việt không, để có thể kéo thêm các em vào để các em đi học cho nó vui và đến và để sinh hoạt. Thì trong đó có những chúng tôi dạy về lịch sử, về âm nhạc, về computer, về thức ăn, về cách nấu ăn, về thực phẩm của Việt Nam. Và trong và mỗi như vậy, mỗi cái lớp như vậy thì các em mỗi năm đều làm một cái project. Mà một trong những cái project mà chúng tôi rất là hãnh diện và rất là vui đó là cái chương trình Oral History, tức là các em đã về nhà phỏng vấn cha mẹ và hỏi cha mẹ là xin cha mẹ biết tại sao mà có cái sự có mặt của chúng ta tại hải ngoại ngày hôm nay, và cha mẹ đã trả lời và nói cho mọi các em biết là cuộc di tản như thế nào, người Boat People như thế nào, rồi làm ở trong trại tị nạn và những bước đầu tại đất Mỹ như thế nào, để cho các em hiểu thêm về nguồn gốc của mình. Như vậy tức là ý của như anh nói là trong những cái project của nhà trường, mình có dạy cho em tìm về cội nguồn, hỏi cha mẹ là tại sao mình ở đây, tại sao mình người Việt Nam mà mình ở bên Mỹ này. Thì cái đó rất là tốt, giúp cho các em nhớ lại được cái nguồn gốc của mình và giữ được cái văn hóa. Nhưng mà còn một cái vấn đề giáo dục nữa mà tôi thấy là Hội Giáo dục có ý để làm gọi là memorize gì đó, thưa cô. Memorize. Cái đó nó ra làm sao thưa anh? Từ này thấy đó là như từ này có nói đó là cái chương trình nó có 6 tuần thôi. Thành ra là mình nếu mà mình kiếm được một cách nào mà có thể giúp các em trong năm, thì tụi nó mới nghĩ là nếu mà có thể nào mà làm những cái chương trình vào gọi là online, hay là ngay bây giờ thì tụi nó đang kiếm cách bỏ vào iPhone. Nghĩa là sao? Là các em có thể giờ rỗi có thể vào mà tự học lấy. Ok. Thì cũng như chị nhé, anh nói đó, cái Pop Culture đó, trước hết là các em giúp này giúp nọ, project này project kia, thì một trong mấy cái mà có các em có thể giúp được, vì tụi nó giỏi về iPhone với lại online hơn là mình, thành ra có thể tụi nó sẽ giúp mình một tay làm thế nào cho nó cái chương trình nó đẹp hơn, thành ra đó là cái chúng ta dự định làm. Thì thế này thưa với lại cô Nhất Anh với lại anh Dũng, cái vấn đề giáo dục nó vô cùng quan trọng, vì thứ nhất đó, nó giữ được cái văn hóa, nó giữ được tiếng Việt. Và cái điều mà hay nữa là mình cho trẻ con nó biết về cội nguồn. Thì chúng tôi còn ít phút ngắn ngủi, chúng tôi nhường lại cô Nhất Anh là cô có muốn nhắn nhủ gì với quý vị khán thính giả đài truyền hình SVTN, là cái điều mong mỏi của Hội Giáo dục với phụ huynh như thế nào thưa cô? Điều đầu tiên chúng tôi xin được cảm ơn, thật sự là hết sức cảm ơn tất cả các phụ huynh học sinh của Hội Giáo dục Trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi trong bao năm qua. Chúng tôi xin quý vị tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ cho chúng tôi. Và không những là chỉ với Hội Giáo dục Trẻ em Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, mà còn với tất cả những trung tâm Việt ngữ trong vùng. Chẳng hạn như ở trong vùng của chúng ta cũng có trung tâm Việt ngữ Thăng Long, trường Hoài Hương, trường Việt ngữ Saint Michael, các trung tâm Việt dạy tiếng Việt của nhà thờ Thánh Tử Đạo, của chùa Hoa Nghiêm và các đoàn thể hướng đạo khác. Thành ra đó là điều mà chúng tôi xin khẩn khoản xin quý vị tiếp tục hỗ trợ cho chúng tôi để chúng tôi có thêm tinh thần làm việc. Và chúng tôi cũng xin nhân cơ hội này để cảm ơn các quý vị trong cộng đồng người Việt trong vùng và quý vị trong các đài truyền thanh truyền hình
đã luôn luôn hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng xin được đặc biệt cảm ơn các vị trưởng thượng và các bậc cô chú bác đã từng ở với Hội Giáo dục Trẻ Em Việt Nam Phường Hoa Thịnh Đốn trong bao nhiêu lâu. Đã quý vị luôn luôn là ngọn đuốc soi sáng cho chúng tôi thế hệ thứ hai tiến bước ngày hôm nay và ngày mai. Dạ, xin cảm ơn cô Nhân Anh và cảm ơn Dr. Hoàng Việt Dũng. Quý vị làm một cái công việc rất là cao quý và rất là ý nghĩa. Với cái sự việc như vậy, chúng tôi ước mong rằng quý vị sẽ tiếp tục và chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái kết quả tốt cho các em, cho những cái thế hệ sau này. Xin cảm ơn quý vị đã đến với đài. Cho cháu được nói một điều rất nhỏ. Hồi nãy anh Dũng có nói là chúng tôi mượn cái trường, nhưng mà thật sự là làm mỗi năm như vậy là phải mướn cái trường. Và cần một cái số tài chính là khoảng chừng 20.000 để mướn một vào một mùa hè cho 6 tuần lễ. Cảm ơn cô Nhân Anh, cảm ơn anh Dũng và xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin hẹn quý vị lại trong chương trình kỳ tới.